phố hàng mã ngập tràn đồ hóa trang kinh dị Halloween. Các mặt hàng trang trí truyền thống với các hình nộm kỳ dị, ngộ nghĩnh, mặt nạ ma quỷ, bí ngô đã đem đến cho phố hàng mã Hoàn Kiếm Hà Nội một không gian nhiều màu sắc hai bên đường. Theo ghi nhận của phóng viên Gia Đình Việt Nam, vào những ngày này tại phố hàng mã có rất đông du khách đến tham quan, mua sắm đồ hóa trang kinh dị cho lễ hội Halloween. Theo các chủ cửa hàng ở phố hàng mã cho biết, từ đầu tháng 10, ở đây đã nhuộm sắc cam và đen của lễ hội ma quái Halloween. Các mặt hàng được trang trí truyền thống bắt mắt với các hình nộm kỳ dị, ngộ nghĩnh, mặt nạ ma quỷ, bí ngô, nhện khổng lồ. Với không gian ngập tràn màu sắc lễ hội Halloween, phố hàng mã những ngày này đã trở thành điểm check-in lý tưởng đối với rất nhiều bạn trẻ.